Coi, hello. Lời nói đầu tiên thì cho con xin được phép gửi lời chào đến bà con cô chú anh chị, và con xin chúc cho bà con cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì trước khi con vào clip thì con xin phép bà con cô chú anh chị cho con nhắn đôi lời đến anh lớp trưởng Thích Đi Từ Từ cái. Rồi thì trước tiên thì em cũng xin lỗi anh lớp trưởng cái đó. Tại vì anh lớn cỡ đó mà anh làm lớp trưởng, mà anh làm lớp trưởng như nè thì bà con cô chú anh chị thấy không, cái nụ cười của anh á thật sự nhìn sợ lắm anh ơi. Đó là lời tâm sự của em nha. Anh cười thì sợ lắm. Nói chung nụ cười đó là một cái nụ cười khó tả lắm bà con cô chú anh chị. Nó làm như nó cười cho cái sự mà gọi là tham sân si đó. Thì em cũng có đôi lời muốn nhắn gửi với anh, em hy vọng rằng anh sẽ đỡ cái nụ cười. Dạ rồi thì thôi, đại dẫn với bà con cô chú anh chị thôi. Bây giờ cũng con xin được phép gửi đến bà con cô chú anh chị một cái câu chuyện thật là vui về sư phụ. Một vị sư phụ, đây là câu chuyện rất là hay nha bà con cô chú chị. Con được một người rất là bí mật đó, thì có kể lại một câu chuyện này cho con, và con nghe được, và con đọc được, và con xem được, con tưởng tượng được, nó rất là hay và rất là giống giống với cái gì thì sau đây bà con cô chú chị sẽ được biết. Vậy rồi thì vẫn như ngày nào, ngày xưa là xưa ấy là xưa, xưa thật là xưa. Dạ rồi, xưa rất là xưa. Thì ở trong một ngôi làng nọ có một cái ngọn núi rất là cao, và ngọn núi đó cách xa ngôi làng cũng khá là xa. Thì trên cái ngọn núi đó có một vị sư phụ, ngày đêm chỉ tu tập ở trong một cái am, và bà con ở xung quanh làng đó, bà con cô chú anh chị, hễ mà người ta có một cái sự cố gì của cái gia đình đó, hay là bất cứ một sự cố gì, bệnh hay là đau ốm này nọ kia, thì sẽ lên đến cái am này để mà xin vị sư phụ này những cái bài thuốc, những cái thuốc để mà đem về mà chữa bệnh mà con của chú anh chị. Hồi đó thì ngày xưa mà không có thuốc tây đâu. Dạ. Thì cứ ngày này qua tháng nọ mà con của chú anh chị, thì dân làng người ta rất là kính trọng, và người ta rất là thương, rất là thương thương vị sư phụ này. Thì người ta đem con cái, hoặc là có những sự cố trong gia đình gì đó không có khả năng nuôi, thì người ta sẽ tìm đủ một cách để mà gửi cho vị sư phụ này dạy cho những đứa bé cách làm người, cách để mà lao động, nói chung là đủ các kiểu võ nghệ nữa nha bà con của chú chị, dạy võ nữa. Dạ. Dạ rồi thì cứ ngày này qua tháng nọ, thì mỗi ngày một nhiều người bà con cô chú anh chị được sư phụ nuôi lớn và sống chung với sư phụ rất là nhiều người. Thì một hôm nọ sư phụ thì chia ra những người nào mà trên 18 tuổi, trên 18 tuổi nha bà con cô chú anh chị, thì sẽ vào rừng đống củi và gánh nước. Những người nào mà dưới 18 tuổi thì sẽ giữ những người dưới nhỏ hơn mình nữa. Nhỏ hơn mình nữa. Dạ. Bất chước anh lớp trưởng này mệt quá, con chú gì đang kể chuyện mà bất chước anh lớp trưởng này cũng mệt quá. Lâu lâu con quên bất chước anh lớp trưởng, thì hy vọng rằng bà con của chú anh chị thông cảm nha. Đó. Thì những người vừa vừa sẽ giữ những người nhỏ
Đó, còn những người trên 18 thì sẽ được cho làm những công việc như là đi vào rừng đốn củi nè, gánh nước về để xài nè. Đó, đủ các kiểu vân vân, và máy máy và mưa mưa. Dạ rồi. Thì vào một bữa nọ, sư phụ cảm thấy lương thực, thực phẩm không đủ để mà cung cấp dinh dưỡng cho những đứa trẻ và những người đang sinh sống ở phía bên trong cái am này. Thì sư phụ cũng từng đi xuống chợ bán thuốc rồi đó bà con cô chú anh chị, và được bà con dòng dòng trong xóm, trong thôn, trong làng cũng cho một ít tiền đó, thì sư phụ cũng dành dụm lại được một ít đó. Và sư phụ bắt đầu suy nghĩ là mình sẽ lên đường để mà tìm mua những cái hạt giống rau nè, hoa quả nè, nói chung là cây trái rồi bà con cô chú anh chị, nhằm tạo ra một cái nguồn dinh dưỡng thật là giàu dinh dưỡng cho những đứa trẻ. Dạ rồi, thì khi mà sư phụ chuẩn bị lên đường thì cái chỗ mà để mà mua được cái lương thực và mua được cái là gọi là hạt giống mà con của chúng chị, thì nó cách cái chỗ sư phụ ở khoảng là 5 7 ngày gì lận, 5 7 ngày đường bộ mà con của chúng chị, mà đó đi bộ không hả, đâu có xe du lịch hay là đâu có máy bay gì đâu. Dạ, cho nên sư phụ đi bộ, và lúc đó cũng chưa có tàu cao tốc nữa. Dạ. Dạ rồi, thì sư phụ bắt đầu dặn đệ tử. Sư phụ nói là các con hãy đoàn kết và hãy yêu thương và giúp đỡ cho nhau. Những ngày ta đi vắng, các con có làm được hay không? Thì đồng loạt các đệ tử lên tiếng: dạ thưa sư phụ, tụi con, chúng con, các con sẽ bảo vệ cho nhau, làm hoàn thành nhiệm vụ sư phụ được đã giao. Thì sư phụ yên tâm mà con của chú anh chị ơi. Thì bắt đầu sáng hôm sau thì sư phụ bắt đầu mới lên đường băng qua rừng núi hết mấy ngày trời thì cũng đã đến được chợ. Nhưng mà khi mà đến được chợ bà con của chú anh chị thì nó lại sụp chiều rồi. Nhưng cũng còn một hai người bán, và có một người còn được một ít hạt giống đó, thì sư phụ mới tính mua. Tuy nhiên sư phụ suy nghĩ, sư phụ thông minh lắm, sư phụ bà con của chú anh chị thấy sư phụ là một người có đạo hạnh cao á bà con của chú anh chị. Người ta ở trên núi mà, người ta tu tâm dưỡng tánh, người ta suy nghĩ về tất cả mọi việc rất rất là chu đáo và rất rất là hay và logic và logic. Dạ, thì bắt đầu sư phụ mới nói trong bụng là bây giờ thì mình đang đứng giữa chợ, nếu mà mình móc tiền ra thì những kẻ xấu, những bọn tự xưng là chánh nghĩa, những bọn tự xưng dân trí cao ở chánh nghĩa, dạ, thì sẽ tìm đủ mọi cách để mà chiếm đoạt, mà cướp lấy cái số tiền của sư phụ. Cho nên sư phụ suy nghĩ nha, sư phụ suy nghĩ, sư phụ nói thôi để ta đi về, sáng ngày mai ta quay lại, thì những hạt giống đó thì của ông đó bán thì chắc cũng chưa ai mua đâu, bây giờ cũng chiều rồi đó. Thì sư phụ đi lang thang trong rừng, ngủ rừng không à, sư phụ ngủ ở trong rừng không à bà con của chú anh chị ơi, không có dạng như là mướn nhà hay là này nọ kia đâu, sư phụ ngủ trong rừng đó. Bắt đầu sư phụ lựa một cái gốc cây thật là bự, trời, sư phụ để ý nha, sư phụ nhớ rất rất là hay, sư phụ nhớ rất rất là lâu. Thì sư phụ để ý được cái cây đó, và sư phụ bắt đầu suy nghĩ sư phụ sẽ lấy vừa đủ tiền để mà mua cái số lượng hạt giống của cái ông đó còn lại thôi, sư phụ không mang theo tất cả.
Nhưng mà cắt thì cắt ở đâu? Bắt đầu sư phụ mới đào cái, đào ra một cái lỗ, sư phụ bỏ tiền xuống đó, sư phụ giấu. Và trong cái lúc sư phụ giấu, bà con của chú anh chị thì ở trong rừng mà không có một ai hết đó, nên sư phụ cũng an tâm. Bắt đầu sư phụ giữ lại vừa đủ số tiền để mà mua cái số hạt giống đó thôi. Thì sáng ngày hôm sau khi mà sư phụ đi lại chợ thì sư phụ mới đầu mua, mua được một ít hạt giống đó. Và sư phụ lang thang tìm thử coi còn ai có hạt giống hoa quả hay là rau cải để mà mua, để mà đem về mà trồng bà con chị ơi. Thì sư phụ chôn ở dưới đó là 300 quan, 300 quan nha bà con, bà con của chú, 300 quan. Và sư phụ mang theo vài chục quan lẻ để mà mua cái số hạt giống đó. Khi mà mua được rồi và tìm không còn người bán nữa thì sư phụ lúc này mới đi lang thang quầy lại cái gốc cây, quầy là cái gốc cây, quầy là cái cây đó, vậy đó bà con chú chị. Nụ cười của anh lớp trưởng em rất là sợ, nhiều khi em coi anh khoảng 5-10 phút, tối về em ngủ em nhìn con vợ em còn sợ hơn anh nữa. Em tưởng tượng ra cái nụ cười quá trời đẹp. Dạ vậy rồi thôi, để mà bây giờ mình vô cái câu chuyện tiếp mà con của chú chia. Nói tới anh lớp trưởng này lâu lâu em quên. Dạ thì khi mà sư phụ bắt đầu đi về ngay cái gốc cây thì sư phụ, trước mắt sư phụ là một cái lỗ đã được đào ra rồi, và xung quanh là toàn là cát, nói chung là dấu vết rất là nhiều. Và sư phụ lại nhìn xuống cái lỗ thì 300 quan của sư phụ đã mất, nhưng không biết ai đã lấy đó. Bắt đầu sư phụ mới ngồi xuống. Sư phụ là cái người có một cái đạo hạnh rất là cao, cho nên sư phụ giữ bình tĩnh, rất là bình tĩnh bà con của chú chị. Sư phụ rất là bình tĩnh. Dạ thì khi mà sư phụ suy nghĩ, thôi nếu bây giờ mình đi kiện thì chắc cũng lâu lắm, lâu, khá là lâu, lâu thiệt là lâu, là lâu hơn là con trâu, để mà lôi cái vụ mất tiền của mình ra xử. Thôi thì mình hãy sử dụng cái trí thông minh của mình, cái cách khác để mà mình lấy lại cái số tiền của mình một cách gọi là im điệp, im đẹp, từ bi, dĩ xã, bao dung, chứ không phải là bung dao và chỉ vả. Vậy coi thì bắt đầu sư phụ suy nghĩ, sư phụ mới đứng lên, sư phụ dòm, sư phụ quan sát hết tất cả xung quanh. Thì sư phụ nhận ra được có một cái quán nước gần nhất của cái anh lớp trưởng. Anh lớp trưởng thích đi từ từ. Thì cái quán nước của anh lớp trưởng thích đi từ từ này nè bà con cô chú anh chị, là gần nhất, gần cái chỗ mà cái vị trí, cái địa lý và cái địa hình mà chôn số tiền 300 quan của sư phụ. Cho nên sư phụ mới bắt đầu suy nghĩ, và sư phụ đã suy nghĩ ra cách để mà lấy lại một cách im điềm, không cần thưa gửi. Nếu mà thưa thì sẽ rất là lâu và nhiều khi sẽ bị dìm xuồng. Thì sư phụ mới đi lại quán. Sư phụ lại đến quán thì sư phụ kêu chủ quán cho ta một bình trà. Và ông chủ quán này biết liền á bà con của chú anh chị, tại vì có tật giật mình mà. Thấy thì cũng hơi lo, thấy được sư phụ thì cũng hơi lo. Dạ. Nhưng ông chủ quán này rất là nham hiểm và độc ác, tham sân si. Tối ngày chỉ suy nghĩ đến cái cách, cái hình thức để mà kiếm ra tiền, để mà nói xấu người ta để mà có tiền. Dạ. Nhiều khi bên Mỹ cũng nói luôn, bên Việt Nam, bên Canada hay là bên Úc Đại Lợi, hay là bất cứ ở Đan Mạch hay là Ý gì, anh lớp trưởng này cũng đều
tìm đủ mọi cách để mà nói xấu bà con của chú chị, người ta kêu là khẩu nghiệp đó, để ra tiền. Cho nên anh lớp trưởng này nó rất là ác. Vậy rồi thì khi mà gặp được sư phụ, anh lớp trưởng này mới hỏi là ông ở đâu lại gì? Dạ nay nha bà con của chú anh chị, dạ nay ông ở đâu lại dạ, uống gì? Thì sư phụ nói là cho tao bình trà. Rồi đợi tôi xíu. Sư phụ mới thử, cái phép thử của sư phụ rất là hay bà con của chú anh chị. Sư phụ thử nha, sư phụ thử thì nó rất là hay. Sư phụ mới nói tâm sự với ổng, tại vì ổng hỏi mà. Ông hỏi, ông sợ ông bị lộ, bà con của chú anh chị, ông hỏi. Này nọ kia thì sư phụ cũng tâm sự, sư phụ nói là ta thì đi vào đây, vào cái làng này, để vào cái chợ này, để mà tìm và mua những cái hạt giống. Nhưng mà ta thì mang theo là rất là nhiều tiền. Đó, thì tổng cộng ta mang theo là tới 1.100 quan lận. Nhưng mà ta giấu rồi, ta giấu ở dưới cái gốc cây, chỗ mà ta giấu rất là kín, thì là 300 quan ta đã đào và ta chôn xuống đó rồi. Đó, bây giờ thì ta còn trong mình ta là 800 mấy quan lận. Ông chủ quán, ông có biết ở đâu bán thì ông chỉ cho ta đi, để ta đi mua hạt giống về mà ta trồng. Thì ông chủ quán này suy nghĩ một hồi, thì ông chủ quán này mới nói với sư phụ là thôi đi, nếu mà ông đi mua thì ngày mai tôi sẽ chỉ chỗ cho ông mua. Nhưng mà bây giờ ông giữ 800 quan trong cái túi ông, nó rất rất là nguy hiểm. Đường này thì rất là vắng trong rừng nữa. Thôi thì bây giờ ông đi cất đi. Cái sư phụ mới nói là ta đã cất 300 rồi. Ta đã cất 300 rồi. Thôi, ta sợ lắm, để ta giữ bớt trong người. Để ta không biết là cái chỗ ta cất có an toàn hay không. Thì ông chủ quán ông mới nói là thì bây giờ ông đi lại cái chỗ gốc cây của ông chôn 300 quan đó, ông coi thử coi nó có an toàn không. Nếu mà nó an toàn thì ông giấu thêm 800 quan này nữa để cho nó an toàn, rồi tối ông ngủ cho nó an toàn. Đó, thì sư phụ nghe như vậy đó bà con của chú chị, thì sư phụ mới bắt đầu sức chiêu. Dạ rồi, thì sư phụ mới nói là thôi, ta nghe ông nói vậy ta cũng sợ quá, thôi thì để ta tranh thủ ta đi lại cái chỗ mà ta đã giấu 300 quan đó, để ta chôn cái 800 quan này nữa, để không thôi là bỏ cho người ta rất rất là nguy hiểm đó. Thì sau khi mà sư phụ vừa bước ra, bà con của chú anh chị, thì cái anh lớp trưởng thích đi từ từ này nè, mới kêu con của ổng là đệ tử của ổng, bà con của chú anh chị, đệ tử của ổng là con của ổng á, ê mày lại đây nè, lẹ. Thì thằng kia đang ngồi rửa mấy cái ly, bà con của chú anh chị, tóc chạy vậy, gì vậy cha, mày lấy 300 quan tiền hồi hôm mày đào được ở dưới gốc cây đó, bây giờ mày tranh thủ chạy bằng mọi cách, mày chạy xúc quần xúc áo, mày chạy làm sao đủ mọi cách lên bờ xuống ruộng nhanh hơn cái ông sư phụ này, để mà giấu 300 quan đó lại ngay đúng cái vị trí địa lý, cái địa hình của ông sư phụ này đã giấu, và giữ nguyên hiện trường cho ông. Cái thằng con mới nói là dạ rồi con nhớ rồi, rồi con sẽ lên đường liền. Bắt đầu chạy, bà con của chú chị chạy qua mặt sư phụ, rồi bắt đầu lên bờ xuống ruộng, cách quần cách áo gách. Hết đồ gách rồi bà con của chú chị, có cái nón mà không biết có gách không nữa, thôi mình cũng kể gách quần gách áo và gách nón. Thì cũng đã đến trước sư phụ ngay cái chỗ gốc cây đó, bắt đầu anh ta lấy 300 quan của anh ta chôn lại, anh ta làm y gan lại luôn,
y gan lại luôn bà con cô chú anh chị, y gan cái hiện trường luôn đó. Thì giống như là chưa có chuyện gì xảy ra đó, thì bắt đầu vị sư phụ, thì ông sư phụ rất rất là thông minh, và ông sư phụ đã biết trước được là sẽ có chuyện như vậy diễn ra. Tại vì qua cái câu nói và qua cái cách diễn tả của ông lớp trưởng Thích Đi Từ Từ, thì ông sư phụ biết. Thì vừa đến chỗ gốc cây của ông sư phụ thì ông sư phụ nhìn, thì ông sư phụ cười. Sư phụ cười và con có chút. Sư phụ cười. À, ý trời. Hên quá bà con của chú anh chị ơi, hên quá. Chút xíu nữa thì những cái đồng tiền mà ta để dành dụm bấy lâu nay nó không cánh mà bay với cái anh lớp trưởng này rồi đó. Thì hên quá, sư phụ mới tranh thủ sư phụ đào lên lại, thì sư phụ bỏ vào túi. Khi mà sư phụ bỏ vào túi thì sư phụ bắt đầu lên đường về, về gấp trong đêm luôn mà con của chú anh chị. Dạ rồi, thì câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Dạ rồi, thì có cái này nó mới giống rồi bà con của chúng ta. Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi. Gì ha? Gì ha? Ý. Dạ rồi, thì con cũng xin kết thúc cái câu chuyện và tóm tắt lại một chút xíu. Thì bà con của chúng chị thấy rồi đó. Thì 300 quan tiền của sư phụ thì đã mất thật sự. Đó. Nhưng mà nếu mà thưa kiện thì sẽ không lấy lại được đâu, sẽ rất rất là lâu, và lâu như là con trâu. Nếu quên. Dạ quên. Dạ rồi, nếu mà bà con cô chú anh chị để ý thật kỹ và suy nghĩ thật kỹ thì bà con cô chú anh chị sẽ biết được là 300 triệu sẽ lấy là rất rất là khó. Nhưng sư phụ có cách lấy của sư phụ đó, có thể là nó hơn cấp 5 gấp 10 lần luôn, gấp 10 lần cái số tiền mà sư phụ đã mất. Thì bằng chứng bà con của chú anh chị cũng đã biết rồi đó. Thì thật ra thì những gì sư phụ có lại còn dữ hơn là cái số 300 quan đã mất. Thì câu chuyện rất là hay, ý nghĩa con đã mang đến cho bà con của chị trong hôm nay. Thì con xin chúc cho bà con của chú anh chị luôn luôn vui khỏe và thật thật là nhiều sức khỏe mỗi ngày nhé. Dạ, và con cũng có một số lời nhắn gửi với bà con của chú anh chị trong mấy ngày qua. Trong những ngày qua thì con đi làm thiện nguyện á bà con của chú anh chị ơi. Nếu bà con của chú anh chị nào có rộng lòng thương thì hãy xem và beng beng cho con một cái để ủng hộ và khích lệ tinh thần chiến đấu của con, mang đến những cái lương thực cho bà con của chú anh chị hộ nghèo tiếp tục làm công việc này nữa bà con của chú anh chị ơi. Dạ rồi, con xin chào.